miếng nha, bao quay bánh tráng nè, nguyên một lò bánh tráng nướng nè, đây nguyên liệu nè. Rồi miếng ăn trước nè, miếng làm trước nè. Đây ngồi ngay bờ hồ hả? 24-25 độ. Hả? Chị cái đó để tương cà nha chị. Em không có tương cà, sốt hay không chị? Hả? Gỡ thì cho bạn. Rồi, để nhiều cái chị? Dạ 20 rồi chị. Xu ăn bánh tráng hả? Dạ. Thôi chỉ có lò than đơn giản. Lò than đơn giản hả? Nóng, giòn. Nhà em làm bằng chảo mà không có bằng nóng. Đúng rồi. Nóng đều. Tối còn lạnh nữa. Giòn mà. Thôi giờ này nhảy xuống. Thôi về nó sạch mà chết. Nè không con vừa lúc con được mà nè. Lâu lâu mặt rồi mà đã thay lặn nước rồi. Thế em gửi chiêu chiêu ba hai cái. Đây chiêu làm đâu em kêu dạ, cho nó không được rồi chị. Dạ cảm ơn chị. Không phải là ăn nữa. Tôi quá hành. Ồ bánh tráng này gì? Cứ băng tương ớt cho băng ớt. Tôi xin đồ mặc áo đẹp á. Xin mặc áo đẹp á. Đẹp quá. Tỉnh chưa, tỉnh chưa? Đói, đói quá tỉnh nha. Cần nướng thêm không? Nướng nha. Cái đó chưa nhìn thấy. Ờ đưa đây chị này nướng giùm cho. Nãy kia chưa chín lắm đâu. Muốn thêm nè nướng. Mua mấy cái này hả? Cho gửi luôn này vô nữa hả? Đi ôm vô nướng luôn đi. Vô nướng giùm luôn đi. Đi qua đi vòng bên kia nướng. Vòng bên kia nè, vòng qua. Nướng nhanh nướng. Nóng à? Nóng hơi bị nóng rồi nha. Nè mở đi. Rồi hết than rồi cho than luôn. Ủa giờ nướng vậy mà mới chín kìa. Nướng ẩu. Kìa kìa. Đưa cho em cái chín anh em. Ồ đi đào bịch. Chịu sữa đậm đà đâu em kêu.